Ở đây mình đã móc được 6 hàng. Các bạn sẽ được, đây chính là cái phần mà các bạn móc 3 mũi kép. Thì mình sẽ được 9 9 cánh như thế này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Và đây chính là phần mà các bạn móc bằng 3 mũi nửa kép trụm đầu trụm chân. Mình cũng được 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kết thúc, các bạn sẽ nối vào chân của mũi móc xích thứ ba bằng một mũi đơn. Tiếp đến hàng thứ bảy, các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích. Vẫn cùng chân này, các bạn sẽ cuốn cho mình 3 vòng. 1 2 3. Sau đó rút cùng nhau, gây nên 2 mũi. Móc vào ô kế bên này một mũi đơn. Chân của mũi đơn bên cạnh, các bạn sẽ móc 3 mũi kép. 1 2 3. Tiếp theo, các bạn có thể móc vào chân của mũi móc kép thứ hai. Nhưng mà ở chiếc mũ này thì mình sẽ móc vào chân của mũi móc kép thứ ba. Các bạn sẽ móc vào chân của mũi kép thứ ba, có nghĩa là chừa qua hai chân và móc vào chân thứ ba một mũi đơn. Chân của mũi đơn bên cạnh, các bạn sẽ lại quấn 3 vòng. 1 2 3. Sau đó rút cùng nhau, gây nên 2 mũi. Móc vào ô kế bên này một mũi đơn. Tiếp tục, chân của mũi đơn bên cạnh, các bạn lại móc 3 mũi kép. Sau đó bỏ qua hai chân mũi và móc vào chân thứ ba một mũi đơn. Chân của mũi đơn bên cạnh, các bạn lại quấn 3 vòng. 1 2 3. Sau đó rút cùng nhau, gây nên 2 mũi. Móc sang ô kế bên này một mũi đơn. Chân của mũi đơn thì các bạn lại móc 3 mũi kép. 1 2 3. Móc vào chân đỉnh của mũi kép thứ ba một mũi đơn. Sau đó các bạn lại quấn 3 vòng vào chân của mũi đơn bên cạnh, gây nên 2 mũi xích. Móc vào ô bên cạnh này một mũi đơn. Tiếp tục 3 mũi kép vào cùng một chân. 1 2 3. Bỏ qua hai chân và móc vào chân thứ ba một mũi đơn. Sau đó các bạn lại móc vào chân của mũi đơn bên cạnh, gây nên 2 mũi. Hạ xuống ô này một mũi đơn. Tiếp tục 3 mũi kép. Tiếp tục một mũi đơn. Rồi 3 mũi nửa kép trụm đầu trụm chân. Gây 2 mũi. Một mũi đơn. Sau đó 3 mũi kép. 1 2 3. Một mũi đơn vào chân của mũi thứ ba.
Sau đó, ba mũi nửa kép trụm đầu trụm chân. Gây hai mũi. Một mũi đơn. Sau đó ba mũi kép vào chân của mũi đơn bên cạnh. Một mũi đơn. Các bạn hãy móc tiếp vào đây ba, các bạn quấn ba vòng. Sau đó gây hai mũi. Một mũi đơn. Chân của mũi đơn bên cạnh móc ba mũi kép. Tiếp tục một mũi đơn vào chân của mũi thứ ba. Các bạn lại móc thêm một mũi vào chân này. Gây hai xích. Một đơn. Chân của mũi đơn bên cạnh các bạn móc ba mũi kép. Hai. Ba. Kết thúc, các bạn cũng nối vào chân của mũi móc xích thứ ba bằng một mũi đơn. Từ hàng này trở đi, các bạn sẽ móc thêm cho mình 15 hàng như thế này hoặc 12 hàng. Nếu như mà muốn mũ cao hơn thì các bạn sẽ móc 15 hàng. Bắt đầu các bạn cũng móc lên 3 mũi xích. Vẫn cùng ô này, vẫn cùng chân này, các bạn lại cuốn 3 vòng. 1 2 3, sau đó rút cùng nhau. Gây nên hai mũi. Hạ xuống ô kế bên này một mũi đơn. Tiếp tục ở chân của mũi đơn bên cạnh, các bạn lại móc 3 mũi kép. 1 2 3. Sau đó móc vào chân mũi thứ ba một mũi đơn. Và ở chân của mũi đơn bên cạnh thì các bạn lại quấn 3 vòng. 1 2 3, sau đó rút cùng nhau và gây nên hai mũi. Các bạn móc giống như vậy. Sau đó mình sẽ gặp lại các bạn. Ở chân của mũi đơn này thì các bạn lại móc 3 mũi kép. Các bạn nhìn đã bắt đầu có hình rồi. Các bạn móc đi nhá, sau đó mình sẽ gặp lại các bạn. Các bạn sẽ móc thêm 12 hoặc 15 hàng hoặc 11 hàng gì đó. Đấy là tùy các bạn. Các bạn móc đi, sau mình gặp lại các bạn.